nhà mình vừa mới xin được một con quái vật sông Đà mọi người ạ. Siêu khủng lồ luôn, mọi người biết con cá gì đâu. Là đây là con cá mè, thế nên là nó khá là to, mè mè hoa khá là to mọi người nhá. Này. Một, trời ơi. Hai, con này không có trứng ấy nhỉ? 3 4 nó rơi vào tầm 80 phân. Đấy. Cân nặng của nó là khoảng tầm gần 8 cân. Gần 8 cân. Vừa với ông bác hôm qua vừa đánh được về xin được luôn. À ngoài suối ấy, ngoài hồ ấy. Hôm nay anh em mình quyết định làm một món gọi là truyền thống, không phải siêu kinh nghiệm. Nướng úp lò. Nướng cái gì? Với làm với chiếc bếp huyền thoại của anh em mình, bật lửa lên, bật lửa lên. Bây giờ phải nấu đồ đã. Nấu một nồi canh siêu to khổng lồ đấy mọi người. Canh cả con luôn. Cứ phải để em nhóm lửa thì nó mới ngon. Ai da. Chà. Con này. Trời ơi, ông cũng bày trò. Nó đập vào bụng rồi chết em à. Rồi. Không cháy. Cháy rồi. Tao nhìn đi. Rồi. Tao rửa tay đã. Anh úp lên. Ui, tỏi này thơm kìa anh ơi. Tôi to khủng luôn. Yeah. Hôm nay là vào tay vào đây quyết định làm món cá mè siêu to khủng lồ. Nấu đem mắm muối sang đây. Nó đảo hết dừa ra mọi người ạ. Anh không biết là còn đủ không cơ. Tại vì con cá nó to quá. Chảo mình không có chảo to à, chảo to có nhưng mà nó để lâu ngoài trời quá rồi. Chảo ông ba để lâu ngoài trời quá. Ờ, muối mới chín sang đây. Cứ lấy hết sang đây, có cái gì lấy sang đây. Mọi người thấy quả bếp của anh em mình chất lượng không? Ngồi rất là đấy nhá, nếu mà có khói nó sẽ thông ra đây. Không bị ngộp. Rồi. Lên. Nào, dưới vào đây. Xin chủ, xin phải tới chương trình này. Nào. Con muối. Xanh như tổm, xin phải tới chương trình này. Nó muối đi chính vào đây đi. Thôi thôi ông ấy rắc luôn như vậy cần. Nước cả đít. Xèo xèo. Mấy thì anh? Thêm à? Ừ. À, lâu lắm mới làm món này. Siêu to là bổng cực đấy mọi người ạ. Cho mình xem ấy. Lâu lâu kiếm được con. Ăn phải phá mồm. Chỗ mình nói chung là hết dịch rồi. Mọi người, chỗ mọi người thế nào rồi? Chỗ mình cũng không biết hết dịch chưa đâu. Mọi người hết nào đưa cái đĩa ra đây. Đây. Quả bếp này công suất hơi bị lớn luôn nhá mọi người nhá. Đây là không phải nhỏ đâu. Bếp công suất khá là lớn vì mọi người thấy nó độ sôi của nó át chưa? Nóng như kiểu là bếp ga luôn anh nhỉ. Quá là nóng luôn. Nice. Đây, đảo đây. Nồi canh siêu to khổng lồ. Ui. Nặng quá rồi đấy. Cái này thì tí nữa nấu kia làm gì? À được đây. Nấu cá anh. Có nồi to. Nấu ăn cái nồi to gì ấy. Ai ạ, bắt đấy. À, xa. Xa, ngon chưa mọi người? Ngon nha. Thấy màu ngon chưa? Mình khoái nhất là ăn ăn dưa xào cái này. Ngon lắm. Ngon nha. Tính, ui, anh ấy hôm nay anh không mang cơm để nấu. Cơm ăn mới được. Dưa xào này ăn ngon hơn. Nước dừa này. Hôm nay nấu một nồi canh chua thật là đặc biệt. Nước dừa. Tí nữa không biết là chiên cá kiểu gì đây là đỗ tanh này. Không, không phải chiên. Chiên à? Vẫn là chiên nó lên. À anh ơi, hay là anh em mình lôi ăn nướng. Không. Nướng cho vào. Đấy. Quá tuyệt vời nha mọi người. Má này cá hôm nay chủ tài làm vỡ đồ bếp nha mọi người nhé. À xò, nhìn nó sủi này. Thơm chưa? Ngon lắm. Tuyệt, nay thử miếng không? Có. Cầm hẳn lên. Ơi, anh mà cái em cử miếng cơ em cứ mực cái nhìn nhìn nhìn. Cầm miếng hẳn. Lấy cái muôi đó để múc nước ra. Phải cho ra nước để chiên cá đó cho nó đỡ tanh mọi người. Anh làm gì? Bỏng. Ai xa. Cái lò này siêu nóng nha mọi người nhá. Nó rồi.
Nào, lấy căn dầu to đây. Ê, nặng lắm. Chiên con cá. Thôi. Mấy cá. Rồi, từ từ. Các bác. Giờ bắt đầu đến tiết mục chiên cá nha mọi người nha. Wow. Anh có nhiều vào. Mà chiên được con này to lắm. Tí nữa cho cá vào nó tràn mất. Như cầm đầu con chó ấy. Rồi đợi nó sôi tí đã. Chiên. Không biết là có chiên nổi nó không nhưng mà. Anh đi vào đằng kia. Ui chó ấy nhờ. Ui. Anh ơi. Anh này dùng là. Múc lên chuối. Cao đầu. Thế lấy kia đi. Để em đi lấy mui nhá. Lấy mui múc đi. Nhấc rồi cho nó cân đã. Đây. Nào mày nhấc lên cho nó cân đã, cho nó sang tráng một tí. Rồi, rồi, xối dầu lên. Anh xối đi, nó bắn em tao. Thế nó bắn nó ra, nó phải trần này. Cầm cây. Dài, cho, dài hơn. Cầm cây để nó chạm đất. Đấy. Với dầu này cho nó đỡ ngấy nha mọi người. Anh xối vào cái dầu nó ấy. Căn bản, đầu tí nữa tao cắm đầu nó xuống đấy luôn. Căn bản là nó to quá. Kinh khủng. Cái này là để cho nó bớt tanh. Mấy cái chuối dâu này nhá, tí nữa nó vàng đẹp lắm anh nhỉ. Mấy đợt anh em mình chuối vịt đây. Vàng óng luôn. Wow. Anh tưới vào mồm nó cho nó ngậm mồm nó lại, nó nhìn đều em ạ. Này, tao lão. À. Đói lắm rồi em mà cả. Anh chẳng mang ít gạo để nấu cơm. Cơm ăn thì phê. Nấu ăn một canh chua này nè. Được rồi đấy. Anh không tưới mồm nó à? Đây, mồm nó phải dùng phương pháp mạnh. Dốc xuống á. Nào, nhấc lên. Ui, có một dây nữa à? Đó. Ui ơi, rút. Nào, nhấc cao lên. Một dây nữa đây. Rồi, để tao xối. Đấy, nào bỏ ra. Tí nữa anh em mình sẽ cho cả con cá, cả sắt này vào để giữ nguyên con cá cho mọi người nhá. Ui, cái đầu này to nhỉ. Ui, sôi rồi đấy. Đây anh em mình sắp xếp cho con cá này nó nằm nguyên một vị trí này nha mọi người nhé. Để nấu á. Không dám bỏ cái dây thép ra tại vì bỏ ra thì nó sẽ nát mất anh nhỉ. Nát không vừa luôn. Ngon quá. Anh chua để ăn hết giờ anh kìa. Quá là hết giờ luôn. Đấy, bây giờ phủ lên. Còn cái gì ngon hơn cái này? Ui, bố anh ăn được bộ ốc của nó ấy, tí nữa anh thử ăn không? Tí nữa làm thử thách luôn mọi người. Ngấy lắm, ốc cá mẹ là kinh điển đấy. Rồi, đại vung vào. Đây, đúng bảo anh mày, ấy chứ. Thử tí. Chắc chắc tùng. Đó vào đây em ơi. Ui, nhũn luôn rồi. Ui xồi. Đầu siêu thơm. Ngon luôn mọi người. Bây giờ tình hình là mày lấy cái mâm to đây thì mới chứa được con cá này. Chín chưa? Chín rồi, xem vừa chưa? Sao anh vừa cho ra vào lại cho ra luôn? Lắm rồi, ok mà. Ui, đây, mâm to đây. Quá là tuyệt vời. Cho vào đây chén luôn anh ơi. Em kiểm lắm rồi, mà đói lắm rồi đấy. Từ từ, bây giờ phải xách làm sao để cho nó không... Lâu lắm rồi, chẳng ăn cá mè mọi người ạ. Mọi người có nhìn là rõ không? Quá là kinh điển. Cá mè khủng long. Bỏng đấy. Trời ơi. Bây giờ lôi nó ra mà. Ngon đấy. Ui, tí nữa thịt tuột. Ui, chà chà. Ây da. Con này là...
to lắm đấy mọi người. Ui nó rơi mặt thịt ra mà nhìn muốn nuốt luôn. Lấy lấy cái bát tô để tao múc một bát canh. Đặt vào đây. Không thể đem được hết mọi người ạ. Chỉ được tầm này thôi. Anh chẳng để con ruột nó anh. Có. Thì xin lại còn rồi ruột nào đưa đây. Thì xin nó sống ấy. Thì chẳng có ruột. Là một bát canh. Tí nữa lát anh em mình sẽ lên vườn vải cái ăn nhá. Mát lắm. Thì đấy anh em mình đã làm một xong một cái phản ở trên cây rồi. Anh em mình kiếm được tổ lòm đấy ơi, kinh điển đấy. Dưới này nóng lắm, không chơi dưới này nữa. Chà. Rồi, làm mình bê cái này, làm bê cái này. Đánh vung lại không đấy. Ngon lắm rồi nhỉ. Để bắt nước chấm đã. Ây da. Nha. Bây giờ anh em mình sẽ đi lên gọi là chỗ mát mẻ nhất ở khu vực này để chén cho mọi người nhé. Đây cho mọi người áo thôi tí nữa. Chào lên. Nhưng mà anh phải đỡ đi em ơi. Từ từ. Sao sao lên đã. Ui, đó, từ. Để ta bê lên trước đã. À, hơi cao đấy nhỉ. Đủ không đấy? Nặng không ơi? Chả nặng à? Gần em yến. Gần yến người ta à? Rồi. À, được. Từ từ ta lên ta sắp xếp trước đã. Không, để em trèo lên cho. Mày trèo em mới đổ. Thế anh trèo lên đi. Ta trèo lên trước, ta sắp xếp trước đã. Cẩn thận nhá, không ạ? Ông hết cả bánh kẹo ấy. Giờ mà úp một phát là thôi. Bốc cứt cho chó ăn vã hết. Rồi, mày treo lên đi. Em treo nhá. Treo làm sao đủ ụp một bát bát canh này lên đầu này cho mát này. Không. Ây da. Em treo phải có nghệ thuật chứ. Ây da. Ây da. Đấy, tí nữa đủ canh. Ai để cái hòn đá ở đây nó mọc luôn ở thân. Ui, bằng bằng. Chà. Bay đấy mọi người. Đấy, mình ngồi bên kia. Đặt nước chấm cho ra đây. Bát canh cho ra đây. Đấy, biết treo rồi. Ôi. Ui. Bát thì cho ra đây. Em ngồi đâu? Bát ta thì cho ra đây, mới ngồi đấy. Chỗ mày đây. Ui. Chỗ ta đây. Mát nhỉ. Mình khui hàng. Chiều nay nhà mình ngồi đây xuống nhỉ. À, khui hàng, khui hàng. Ui. Ngon thế. Khui con nảy ra sợ ý. Cắt thử đấy. Sợ nó bật ra này. Không bật đâu. Ui. Cắt 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 cắt. Cắn cái cục đá anh rồi. Hôm nay anh em mình làm một đá đường đi. Đá xong cho vào tủ lại nhé. Chén. Xong làm kem à? Bán á? Kem. À. Cốc cốc cốc. Khui hơi khó khui tại vì buộc hơi chắc mọi người ạ. Mấy cái vảy này nó lăn vào cái này như này nhỉ. Anh buộc cho chắc vào. Chắc thì nó mới giữ được nguyên con cá này chứ không giữ làm sao được. Ây da. Ây da. Ây da. Còn được rồi, còn một đoạn nữa. À, được. Một phần. Ui. Anh cắt hết đá, cắt từ đầu này này. Cắt từ đầu này này. Giờ làm nào để đấy được đấy. Hơi khó nhỉ, nó hơi bị nhún mọi người ạ. Đây. Bệnh ra. Bây giờ mà cầm phát là rụng luôn. Rụng luôn đấy. Lúc nấu đã lâu rồi, đến lúc ăn cũng khó. Còn nấu kiểu nát nát kia không ngon mấy anh nhỉ. Mà cũng được cầm cả nguyên cả cục ở chén. Có ai làm món cá mè luộc không? Chưa. Tanh. Tanh lắm. Phải làm như thế này thì nó mới đỡ tanh mọi người. Hôm nay mình làm món cá mè luộc gì không tanh này. Cá mè luộc mè. Không. Cá mè luộc kẹo cao su. Ai ạ? Sao không ngồi cá mè luộc mày đi? Không, kẹo cao su nó mới thơm. Ui, tanh thế. Đây là còn đỡ để mè hoa rất là tanh nhá mọi người nhá. Thế nên là để mà khử hết mùi tanh con này rất là khó. Nó chỉ còn hơi mùi tanh nữa thôi, nhưng mà có mấy loại cá mè anh nhỉ? Cá mè trắng này, cá mè đen này, cá mè hoa nữa. Đen là hoa đây.
cẩn thận cái sắt này nó rơi xuống này. Ai à. Nào. Hàng đâu? Đồ đồ đồ. À. Khẽ thôi, khẽ thôi. Bây giờ tông nhỉ. Bây giờ mà đổ ra thì để nguyên. Đổ không hay để nguyên? Thôi để nguyên thế này mọi người nhá. Ừ. Thế thì bát canh rồi chén. Đây. Chỉ tiếc là không có cơm. Ui. Mời tất cả mọi người nhé. Ăn thịt cá mè của anh em mình nha. Ui, thịt nó trắng chưa? Trắng phong luôn. Đây. Mời tất cả mọi người nhá. Cho mắm à. Đây đây. Thử thách làm đứng đầu đây. Ui, quả đầu cá mè. Ngon quá. Thì nó ngon lắm. Ngon luôn ạ. Làm quả mắt nữa. Ui, ăn mắt miếng bồ mát trắng mắt à. Ui, quả đoạn đây mới ngon này. Mình ngấy thì thôi rồi này. Nhưng mà ngon. Đoạn không ngấy. Môi này bằng óc này. Mát không? Mọi người thấy mát không? Nhớ chưa? Anh ấy làm mình canh. Làm mình canh này. Rồi là dưa này. Cà chua này. Rau này, hành này. Cà chua. Mình miếng đậu này. Thiếu. Mọi người biết thiếu gì không? Thiếu gì? Cơm. Không. Với cả nước này. Thiếu ớt. Đúng rồi. Rồi xong phát này. Dằm ra úp. Dằm ra. Dằm ra. Đấy, dằm ra dằm cả này nè. Con này là mình biếu này. Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi. Mình động cái cơm. Trời ơi. Ngon. Ui, còn nầm nữa này. Ui dồi ôi. Nhìn phải nói là đây chỉ có những tín đồ ăn ngấy được thì mới gọi là kia thôi. Chứ như anh em mình chỉ ăn được cay thôi. Ngấy này. Ăn gọi là những chỗ nào không ngấy được. Không. Bố anh ăn được quả môi cá mè đấy. Ừ? Môi này. Ừ. Môi cá trôi môi cá mè đấy ăn đấy. Đâu cá trôi môi cá mè. Ừ. Quên. Hai. Anh ăn đi. Ui ôi. Môi trời. Môi thế này thế này. Môi siêu trẻ luôn. Ui. Đấy, em chén không? Ui. Ui, mình ơi. Đây đây, mày ăn quả đây này. Ui, mình thực sự là không dám ăn cái loại này. Nó ăn đây nó mới béo. Toàn mỡ là mỡ. Anh ơi, nhìn này xuống không, xuống không, xuống không. Đây, Mao Đệ đang ăn quả gọi là... Em làm thử miếng này nhá. Óc nó ăn không phải óc mà là kia. Môi. Mồm nó ngấy. Ui. Không, chẳng là ngấy ấy nhỉ. Ui, ơi, ngược sáng rồi. Tối thế nhỉ. Đây, bên này, mình nhìn rõ này. Ui. Ui. Tao không ăn mà tao thấy ngấy cơ. Ngấy ấy à? Trời ơi. Trời. Thế nước à? Nó chua, nó đông đều. Đáng ăn đi đánh rắn. Ui. Ui, Mao Đệ đã làm hết mà cái môi của nó nhá. Ui, mọi người nhìn này. Khuẩy khuẩy ra anh xem. À? Ui, quả óc nó này. Đâu, cho xem cái óc cái. Đây. Đấy, bộ óc huyền thoại đấy mọi người. Nhớ ngày xưa chỉ thích ăn cái này thôi nhưng mà bây giờ ngấy lắm rồi. Ăn mãi rồi. Wow, mình cũng phải làm thử tí cái óc này mới được. Bây giờ mà thử thách cho mày 5 triệu mày ăn hết con cái đầu cá mì này ăn không? Đó, tiền này. Ủa? Hả? Ủa? Tiền! Tiền đâu? Nhưng không được nôn. Trong vòng 20 phút, à ha. Trong vòng 10 phút thôi. Ờ, 10 phút phải ăn hết. Chơi không? Ờ, trong vòng 10 phút ăn xong không được nôn đấy. À ờ, ăn xong 10 phút không được nôn. Đâu, tiền đâu? Chuyển khoản, chuyển khoản. Chuyển luôn. Chơi không? Có. Ok không, để lấy điện thoại chuyển khoản luôn chuyển này. Chuyển đi. Hả? Nhưng mày không chuyển lại sao? Không biết. À, mà mày thua thì tao chỉ lấy 2 triệu thôi. Không. Chơi không? Chơi 200.000 thôi. Thì mày bán mất một con gà là đủ 2 triệu rồi. Không. Hai con gà là đủ 2 triệu sao? Thế không? Thì không, từ nãy. Anh nói bùng á. Bùng gì? Tao bán tiền trước cho mày luôn. Bán đi. Chơi không? Chơi. Đâu. Thật luôn đấy. 200.000 nhá. Ờ. À 200.000 gì? Nếu 5 triệu. Em thua em mất 200.000. Coi em phải ăn mất từ đây. Mày chơi chơi gì thế? Chơi chua mất 200.000. 2 triệu ăn 200.000.
bằng chấm điếu à? Anh chấm một. Chấm một thì là 500.000 đấy. 500.000 là 5 triệu. Thấy không? Ừ, 200 thôi. Thế là chấm điếu à? Mấy điếu đây? Không. Hả? Thế thôi. À, chơi không nhỉ mọi người? Chơi đi. Hết cái đầu này. Hết cái đầu này. Chỉ được bỏ lại xương thôi, còn những cái này phải ăn hết. Óc tiếc này. Bỏ thì... mồm. Mồm vẫn phải ăn, chỉ được bỏ lại xương thôi. Nào, dám kèo trước. Chơi không? Thôi em không mất tiền nhưng mà em ăn. Hả? Anh chắc cũng anh cười đấy. Không mất tiền nhưng mà em ăn là sao? Em mà thua em không được gì. Em nhìn thấy nó mẩy đó. Còn như mẩy quê tận đời. Đây anh thử làm miếng nhớ. Đó anh thử làm miếng nhớ. Người ấy ăn này xong chắc sợ đến 3 năm không dám ăn cá. Ăn một ít thì ngon. Ừ. Một ít là bao nhiêu? Nhưng mà ăn đấy xong 3 năm sau tao không dám ăn cá mẻ luôn, ăn hết cái đầu này. Cái môi, cái môi nó mới cả cái này cho nước vào. Nếu mà chấp 200 là tao cũng đi chơi luôn á. Này, ăn chặt. Chấp điếu luôn. Ai dạy gì? Rau này. Ăn hết cái cái đầu cá mè 8 cân này có bắt giới không ăn được. Trông ngờ mọi người nó ngấy kinh rồi đúng không? Có phần thịt này thì còn ăn ngon ngon nhưng mà nó hơi bát. Nhưng mà phần này, phần lưng lưng này. Chết rồi. Hả? Anh em mình ăn làm sao mà hết được này, lãng phí quá nhỉ. Đâu rồi á? Đâu rồi? Mang về hết dịch rồi mọi người ạ. Mang về. Nói chung là trên mình hết dịch rồi. Bảo là cách ly hay 2 ngày nhưng mà thôi. Không phải chán rồi mà. Nói chung là anh em mình vẫn sẽ lên đây làm nhà trên cây và làm quả lướt ván ở cái ao kia. Làm đấy nhiều cái một clip cái đẳng cấp luôn. Nhà dưới lòng đất nữa, nhà trên cây. Mùa vải mọi người sẽ biết là anh em mình sống ở đây như thế nào. Ăn vải sống qua ngày, bỏ nhà đi bụi seri. Chỉ ở trên này mới dung được anh em mình, tại vì trên này mát nè. Trong cái vườn vải là mát. Ở ngoài á là lúc lạnh ra luôn, thế luôn. Nắng lắm. Wow. Mấy rồi đấy. Mấy rồi. Này, bộ óc này vĩ đại hơn cả bộ óc anh Tanh. Siêu ngấy luôn. Ui. Người ta làm thử nữa nhá. Đấy. Đây. Đấy.